cả các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Số đích 150 độ khoe dáng trên phố chiều. Về ngoại hình, cái mẫu xe con tay cỡ nhỏ Honda Scenic 150R được hưởng rất nhiều thiết kế từ người Anh, đem đến rất nhiều thành công cho mình là cái chiếc Honda Scenic 125. Ngoài ra, chủ nhân còn trang trí cho chiếc xe của mình một vài món đồ chơi là cực chất. Ngoài chó đen chính ra thì chủ xe còn trang bị cặp led L4 trợ sáng, hỗ trợ cho con chiến mã di chuyển trong những cung đường thiếu ánh sáng. Bao tay gù Prisma CNC tăng thêm cái độ sang trọng cho phần ghi đông chiến mã. Cụm tăng tốc Domino 2 giây cho hành trình di ra ngắn hơn, tăng tốc thì nhanh hơn. Cụm tay tắng của Rainbow Asset 19 tích hợp bình dầu rời, cái màu xám khói, nhìn rất là đơn giản nhưng rất là mẫu. Cụm con dây TWM, một dòng đồ chơi phân khối lớn có xứ đến từ Ý, được rất nhiều dòng xe chuyển là ưa chuộng. Sử dụng cái đĩa tải phay CNC giúp cho xe giảm đi trọng lượng mà vẫn thẩm mỹ hơn, nhưng cái độ bền và khả năng vận hành thì vẫn được đảm bảo. Quay độ khoác áo tím mộng mờ là siêu đẹp. Cái chiếc quay độ dưới đây được một biker tại Đà Nẵng dọn lại cho vẻ đẹp rất thể thao và phong cách thường, sau khi nâng cấp chiếc xe cương của mình lên một tầm cao mới rất đẳng cấp và sang chảnh, với một loạt những vũ khí đồ chơi là hàng tỷ đắt giá, với tổng trị giá lên tới là vài trăm triệu đồng. Nhìn chung thì tổng thể chiếc xe không được thay đổi quá nhiều, chỉ do là lâu đời nên người chủ phải chi rất mạnh tay để khui thùng hoàn toàn mới cái dàn áo và linh kiện thay thế. Cái dàn chân trước sử dụng cái đĩa của LR Racing đi kèm cùng với thất lòng CNC để bắt vào cái đùm quay S110 được chuẩn nhất. Nhìn ngắm dàn chân sau được mua lại mới hoàn toàn 100%. Với cái biến đổi con chiến mã, đã biến đổi con chiến mã từ năm nào trở nên tình trạng như mới vừa đập thùng. Nhắc đến đôi chút về cái phần dàn bánh cầm mà chiếc xe đang sở hữu là do cái niền sắt là quá dễ hoang rỉ theo thời gian, nên phương án chủ xe đưa ra sử dụng cái niền nhôm Raceboy đi cùng với cam Nova đắt tiền. Cái cặp cũng có trước và sau Salaya và rất nhiều ốc rô ti ở trên bánh trước. Cảm ơn bạn đã dõi này hay là kế tiếp, nhớ like, subscribe.